Đấy, cái bữa diễn Hà Nội nó như thế này ha, nó đắt hơn so với bữa của mình, bữa năm roi của mình thì rẻ, không phải rẻ đâu, rẻ so với bữa diễn thôi. Táo Hà Nội kìa, cái táo dài dài nhọn nhọn, cà chua 15.000 2 ký luôn, trời ơi, cũng rẻ luôn. Đó, ở trong cà siêu thị là bán 15.000 ký, ở đây hầu như là gấp double lên không ta. Ở đây bán có cái lê kim kim ma đó, đây đây lâu lắm rồi mới thấy cái lê kim ma ha, đây cái lê kim ma đó, nó như là trái hột gà vậy đó. Bán sao vậy chị? 30 30.000 ký hả? Lâu lâu quá rồi, để ăn thử đây. Quá rồi. Lê kim ma nè, nè nó chín nó nứt nó bung luôn không? Chín bung luôn. Ừ. Thôi đừng đừng có lấy trái dập. Này đầu cùi nó mới dính vô cái đây nữa. Sao mà nó nhũng vậy? Dễ lủng lắm nè, nó dính vô cái đầu nè. Thôi chị trẻ thôi, thôi được rồi chị trẻ kia uổng quá vậy. À nó cái bột nữa nè, như là hột gà luôn. Bùi ngọt thơm. Béo ăn là ghiền luôn hả? Ủa cái này chị lấy ở đâu vậy chị? Ở Bến Tre. Ở Bến Tre gửi lên hả? Chỗ chín hết trơn rồi. Ủa, chị lấy em nửa ký thôi, con mình em ăn mà không biết chả sao cho ngon nữa, chị lựa đi. À rồi thì ra trái nữa đi rồi. Ở trong cô hôi trái này nhăn nheo quá không, nó đè với nhau nè, trái cứng cái này mềm cái này cứng, nó đè với thôi nhau lấy trái bóng gì nè, mẹ cái này tôm mới cho nó đẹp. À rồi thôi lấy hai cái này đi. Rồi đau quá chạy ngang thấy trái lê kia mà mua luôn. À đúng rồi, nó ít bán, thấy ít bán. Đi xuất khẩu cho nè. Lâu lâu mới có đây được nó. Cảm ơn chị. Cam lăng cùng lắm. À, chị nghe thấy lê kim ma sữa hộp gà vòng cù là Pepsi. Trái cây quá chừng quá đắt luôn á. Sabo 17.000 ký à. Vú sữa cái vỏ tím nè. Vú sữa ấy nè. Ổi quá trời quá đất. Ăn mệt xỉu luôn. Thôi mua được trái lê kim ma ngon ha. Chị đó chị bổ ra thử ăn ngọt và bột nữa. Thơm. Thơm lừng. Cái gì nhà chả cái mà à, nó dẻo ha, dẻo đúng là ít 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 bán lắm, lâu lâu chạy ngang mới thấy chứ không có ai bán thường xuyên cái trái đó đâu. Cái này chị đó chị nói là chị lấy ở Bến Tre lên. Cái sữa bên đây bán 15.000 ký luôn. Nhưng mà có vẻ ngon hơn cái ông đó, tại cái ông đó ông đứng ở ngoài đường thấy mua luôn. Rồi ở đây bán đồ cũng quá chừng quá đó ha. Còn mình không biết mua cái gì nữa. Bánh ít cái kìa, kia bán bánh ít. Món gì cũng có, hình như cái chợ này cái món gì cũng có quá nhiều bán, mà hầu như hình như hay bán rẻ, giá hình như vừa phải không có mắc. Ủa cái trái gì mà có 20.000 ký hả ta?
một ký vú sữa tím 20 gà, cho em ký sữa tím. Lựa lẹ riết rồi đi. Thấy cái vú sữa tím nó hấp dẫn không? Cho ký mận nó đi em bọc lấy đúng ký thôi nha, đừng có hơn, đừng có giác, đừng có gì hết. Tham ăn vậy thôi chứ mua rồi mua đùm đùm đề thấy mua cái cây dưới đầu là tốt, lo cái gì đâu. Ăn thì không có nhiều mà tham thấy mua. Mận cũng ngon ha, mận 15.000 ký. Kiếm mấy cái trái nào mà nó bầm 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 á, cái màu nó sậm xuống ngọt nè, giống như trái này vậy là ngọt nè, cái đít bầm nè. Rồi 1 ký. Em ơi, 3 trái cho anh. 3 trái cho thằng này. Rồi. Còn mái, mái không quên. 20 ký cam hả? À, cam canh của... Ngon lắm đó, cam canh đó. Của Hà Nội nè, 20.000 ký là cũng nó giống như nó chiều rồi, bán rẻ. Này làm cái này mình biết có mấy xoay đồng này. Chứ thường này cam canh nè. Chứ thường thường thì nó khoảng hai mấy 30 gì đó. Rất ngon. Đó cái trái xấu nhất là do mà ăn thử này. Ủa còn này thứ hả? Hay là cam khác? Cái này quýt nè. Chị mở rồi chi vậy? Đấy, ăn thôi thôi chị, một ký thôi, một ký thôi chưa nó hơn ký à, thôi nó hơn ký à, thôi được rồi. Nó không biết cái gì ở trong, nó sốt bò, mấy cây gốc của nó sốt bò vậy á nè, nhiều lắm rồi, thôi em mua như luôn. Ổi đỏ nhiêu ký? Ổi đỏ 15 nha. Còn đây? Đó 20. Cổ căng hết hàng luôn. Cổ căng to cầu cao hết. 10.000 đi. Trời, 20 nha đó em ơi. Nhỏ chéo à. Không có héo đâu, con ta to ngay à. Ổi rụt đỏ ha. 100%. 15.000. Chết 100% nữa. Tha về để hỏi nó cũng để lâu được. 15.000 ký tỏi bên đó là ổi hoàng hậu, ổi nữ hoàng nên nó hơi mắc tiền. 20 à, 1 ký thôi. Tất cả 20 đi. Rồi 75 nha. Hôm nay 20 này. 20 là 4 này, cái này 15 này. 40, 55. 55 là 20 đó. 55 75. 75. Nhào vô chút xíu vậy 75.000 rồi. Rồi thằng này là quá nhỏ. Quá nhỏ nhưng mà cực ngon luôn, không có hột luôn. Lúc này sai vô cùng, bao nhiêu một đấy đi, 25.000. Rồi ha, trời ơi, tha đóng đồ về, trái cây dễ ăn, ăn gì, thay gì ăn từ từ,
lê kima phải để ở trên, tại vì nó chín rồi, để tùm lum là nó sẽ bị dập nát hết. Cưng hai trái lê kima rồi. Lê kima chứ. Mùa hoa lê kima đời ở quê tôi miền đất bà. Nhào vô cái chợ này chút xíu nè. Quá trời quá lắm. Em phút rồi, 11 phút rồi. Dừng video này, mình qua video khác ha.